Xin chào tất cả các bạn, mình là Dương Vũ Chiến đây. Hôm nay mình giới thiệu tất cả các bạn một cái app phải gọi là rất là tụ tập rất là nhiều gái xinh trên toàn thế giới luôn các bạn ạ. Thật sự là mình vừa mới tìm ra cái app này nhưng mà thật sự là quá là vui. Cái app này thì nên một người hãy lên CH Play cùng tải mình nhá. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tải trên app và mình sẽ giới thiệu được tất cả các chức năng, nhắn tin, gọi điện, tặng quà toàn là gái xinh luôn các bạn nhé. Bây giờ mình bạn vào CH Play này. Đấy. Và sẽ tìm kiếm lo kinh nghiệm này, lo này, đây các bạn này, nhận hòa và nhắn tin điện thoại này. Đấy, đây chính là cái ứng dụng mà chị đang giới thiệu với tất cả mọi người. Đấy, các bạn này, mình đã tải sẵn rồi thì mình sẽ ấn mở này các bạn này. Đấy, trời ơi, chỉ cần vào đã thấy chưa các bạn này, mình vừa mới dùng đến ứng dụng này được tầm 1 tuần thôi nhưng mà thật sự là mình chỉ cần lướt bằng tin thôi các bạn ạ. Lướt này, ui con gái xinh này, ôi trời ơi, búp bê này. Thật sự là mình chưa thấy cái app nào nó lướt bằng tin thôi đã thấy con gái xinh như này đâu các bạn ạ. Thật sự là, nhưng mà mình tải về nhá, mình hé lộ cho các bạn biết là tin nhắn của mình nhá, rất là nhiều gái xinh trên toàn thế giới chứ không phải Việt Nam mà toàn thế giới nhắn tin cho mình luôn. Và mình chưa, chưa muốn gọi là thế này, Kiều My này, Y Anh, mình chưa trả lời luôn các bạn ạ. Đấy, đấy, Linh này, Sexy Boy, Sexy Girl này, đấy, Mari Sexy, đấy. Nhắn tin mình chỉ trả lời là Y thôi, mình rất là kêu bởi vì mình là đẹp trai, người Việt Nam các bạn ạ. Đấy, mình là người Việt Nam thì phải phải thành chó đấy các bạn nhé. Đấy, ứng dụng này, lướt vào tin này, đấy, rất là gái xinh thì mình có thể vào thả tin, hoặc là mình có thể tặng quà các bạn nhé. Đấy, tặng quà đây này. Tặng hoa hồng đi, thật thật các bạn ạ. Mình đại gia mà, mình đại gia người Việt Nam đúng không? Tí nữa kiểu gì mình đã tin cho mình luôn các bạn ạ, thề luôn. Đấy, có sao. Hoặc mình có thể tin cho nó luôn. Mình cảm thấy nó xinh xinh. Đấy, hello. Hello. Quá là tuyệt vời. Đấy, tí nữa trả lời là mình sẽ ra tiếp. Bây giờ mình làm gì đấy. Sẽ là ơi giời, có một em yêu này mình rất là thích. Bây giờ mình gọi điện cho em đấy nha, gọi nhé. Ngay đầu bây giờ mình tắt bỏ cái màn hình đi bởi vì lúc nãy mình giới thiệu các bạn như nào. Bây giờ mình cũng sẽ quay video này cho xem xinh gái như nào nhá. Đừng cho thấy mày quay nhá. Ok, nhớ nhá. Tập bài trộm này đang tán đấy. Alo, thấy chưa? À, nghe thấy chưa? Dạ. Em ở đâu nhỉ? Quê em ở đâu? Em ở Hồ Chí Minh. Ủa sao thế? Cách nhau mấy nghìn cây nhỉ? 1.000 cây nhỉ? 1.000 cây nhỉ? Em lên gì? Nhưng mà tốt lắm. Em lên gì? Em tên Trinh. Trinh Trinh á? Dạ. Trinh xinh gái nhỉ? Em ăn gì mà xinh gái? Cảm ơn nhé. Bao tuổi rồi? Em đang tính đi ăn mà thời gian giỏi lắm. Thế sao mà không gọi anh đi ăn gì? Sao gọi anh ăn tối chưa? Anh chưa, anh ăn tối đâu. Anh còn đang đói lắm em ạ. Có lắm ạ. Em bao tuổi ạ? Anh đoán xem đi bao nhiêu tuổi? Cách tầm 22 tuổi lắm. Thì mà em già lắm hả? Ồ, 18 năm. Mình 20 thôi. 20 rồi. Ồ, thế kém anh 1 tuổi. Xinh gái đấy. Anh bao nhiêu tuổi? Anh cũng... anh 22 rồi. Nhưng mình là anh chỉ con nhỉ? Bây giờ anh làm gì rồi? Bây giờ anh ở nhà. Anh làm... anh đi cấy với bố mẹ anh thôi. Đi cấy với... Mùa này mùa cây cái gì á? Cây lúa hả? Đúng rồi, cây lúa. Mùa gặt lúa hả ta? Anh đi nhổ sắn nữa em ạ. Ngoài đấy có trồng sắn nữa hả? Mùa xuống quê anh ở đó á? Quê anh ở Phúng Thọ. Phúng Thọ à. Nhưng mà em chưa ra Bắc bao giờ nên em cũng không biết. Thế thì chuẩn bị đăng chiến đi nhá. Dạ. Chuẩn bị đăng chiến đi nhá. Hết dịch, thì mình gặp nhau nhá. Rồi ơi, đợi qua khu vịt đã. Ờ, ok. Thôi thì em đi ăn đi để anh tiếng Anh gọi lại nhá.
bye. Nhận ha. Toàn rồi các bạn ạ. Ứng dụng này nó quá tuyệt vời luôn. Thật sự là bao nhiêu người gái, bao nhiêu là hot girl trên thế giới này, gọi là đủ các bạn miền thế giới tin cho mình luôn. Thật sự mình không phải khoe đâu, nhưng mà thật sự là không biết là mình để cái ảnh thể diện nó đẹp hay sao mà rất là nhiều người đấy. Cái ứng dụng này rất là hay luôn các bạn ạ. Thật sự là mình thấy rất là hay luôn. Đấy, lướt bảng tin rất là nhiều cái hay này, toàn gái xinh. Thế luôn lướt bảng tin toàn gái xinh luôn. Đấy, cứ gọi xem lướt này. Lướt này, không cần quay lại đâu. Lướt này, buồn. Toàn gái xinh luôn. Đấy, chức năng nó rất là nhiều nha các bạn nha. Đấy, phải xem video như TikTok luôn nha. Đấy, lướt này, lướt này. Cứ gọi là sao? Bạn phải nhiều không? Bắt thắt luôn, đấy. Nó để lướt này, đấy, và đây đấy. Thì nhắn của mình sẽ giống như vậy nha. Và ID của mình là 1719038. Anh em follow và gọi điện nhắn tin cho mình nha. Ok thì mình xin giới thiệu tất cả các bạn là ứng dụng này rất là hay và hấp dẫn. Quá tuyệt vời, bên soi đối với mình là cái cảm giác quá tuyệt vời đấy. Thì các bạn vào mà muốn dùng ứng dụng này thì có thể lên CS vào đây tìm kiếm. Đấy, tìm kiếm đây, trang chủ đây, đấy. Login đây, mọi người tìm kiếm trên CS Play sẽ có nhá. Đấy, đây, để mình nghe nó hỏi qua video và tin nhắn điện thoại. Và mình sẽ để phần link tải về phần dưới phần mô tả. Các bạn có thể lướt xuống phần dưới phần link mô tả, ấn vào tải về, hoặc là ở phần comment mình sẽ ghim lên và các bạn ấn vào tải về các bạn nhé. Ok, thì chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Bye bye.